Chào tất cả anh em nha. Nay nông cơ Vinh Quang mình giao chiếc Isuzu 9510. Hai cầu chiếc này được giao cho chú Thạch nha. Chú Thạch ở Đắk Tờ Re ha. Chú Thạch này là anh em học chèo với lại anh Vương đây ha. Bên chỗ anh Vương thì cũng dùng của nhà là hai chiếc rồi ha. Chiếc MT70 này, một chiếc 8010 và mới đây là một chiếc, thêm một chiếc là 9510. Còn giờ chiếc này, chiếc 9510 này là giao cho chú Thạch ha. Như vậy tính ra là cũng 4 chiếc rồi anh em nha. Rất là ok ha. Này bắt đầu lên xe đây anh em ha. Cái này 9510 đây anh em ha. 9510 cái này thì chắc chắn là đúng công suất rồi, không phải lo về công suất nữa ha. Nếu mà mua máy cày của Vinh Quang ha. Bánh sau được lên bánh DRC rất là hoành tráng đó ha. À, bạn chạy lên mớp này chưa quen rồi. Cơ nổ rất là êm ha. Sản phẩm rất là đẹp ha, rất là ưng ý của máy cày Vinh Quang. Bơm nổ rất là bài bản ha. Quay qua cận cảnh luôn ha, cận cảnh cái động cơ số máy của xe chú Thạch đây cho anh em xem luôn ha. Rất là ok ha. Này phát lạnh. À, đây là toàn cảnh rất là đẹp ha. Xem qua cabin luôn ha. Rất là ok ha. Đèn sáng. Bánh sau này xài DRC ha. DRC 18-34 nè. Này thì bánh này thì khu Đắk Tờ Re hay là khu bờ vực con rẫy dùng rất là nhiều ha. Rồi, ok, chào tất cả anh em nha. Anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với máy cày Vinh Quang ha. Cũng rất mong anh em cho một like đăng ký ha, để video chạy nhanh hơn tiện cho anh em theo dõi ha. Ok, chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.